Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mưa sẽ là thời tiết chủ đạo của cả ba miền vào ngày đầu tuần. Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Bắc Bộ. Theo đó thì ngày mai, khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ có mưa rải rác. Không khí lạnh kết hợp với mưa cho nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến sẽ là từ 10 cho đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ là 13 cho đến 15 độ. Mưa lớn cũng tiếp diễn ở khu vực Trung Bộ vào ngày mai. Dự báo từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 thì khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 cho đến 200 mm và có nơi là trên 250 mm. Mưa liên tục trong thời gian dài, vì vậy nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Từ đêm nay cho đến ngày 6 tháng 12 thì khu vực Tây Nguyên cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa đo được là từ 30 cho đến 50 mm và có nơi là trên 70 mm. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 4, trời rét, nhiệt độ 16 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh có lúc có mưa nhỏ, gió đông đến đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa nhỏ, gió đông đến đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ 17 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Dự báo thời tiết các tỉnh thành trên cả nước sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng nước uống Amizu, TH Chú Miu và Bắc A Banh đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.